สวัสดีค่ะ Xin chào tất cả các bạn. Mình là Jamie Ploy. Và ngày hôm nay mình sẽ làm video để đưa các bạn theo cùng với bọn mình trên một chuyến đi vô cùng thú vị từ Bangkok đến Khao Yai. Chúng mình xuất phát từ Bangkok lúc 8:30 sáng. Xe bọn mình đi là xe thuê, có tài xế riêng, thế nên là không phải lo lắng gì cả, chỉ việc ngắm cảnh và thư giãn thôi. Chưa đầy 3 tiếng thì tụi mình đã đến Khao Yai rồi. Khao Yai là một khu gần với Bangkok, nhưng mà phong cảnh thiên nhiên ở đây thì vô cùng đẹp mọi người ạ. Vừa đến Khao Yai thì tụi mình bắt đầu ngay với hoạt động chèo thuyền kayak trên dòng suối nhỏ như thế này. Cảnh đẹp thì có cây cối xanh mướt, không khí trong lành. Nhưng mà chèo thuyền được khoảng 1 tiếng là đủ vui rồi. Sau đó thì tụi mình đói quá, tìm ngay một quán ăn gần đó. Đồ ăn thì đơn giản nhưng mà cực kỳ ngon mọi người ạ. Sau bữa trưa thì tụi mình về check-in chỗ nghỉ. Đó là một căn chung cư yên tĩnh như khu nghỉ dưỡng. Phòng ở thì tiện nghi, đẹp, với cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường im ái ngay thôi. Chiều đến thì tụi mình ghé một bảo tàng nghệ thuật với nhiều tác phẩm tuyệt đẹp. Và sau đó thì tìm đến một quán cà phê nhỏ để thư giãn, thưởng thức cà phê trong không gian yên bình giữa thiên nhiên. Buổi tối thì bọn mình về lại chung cư và tụi mình đã chọn dùng bữa tối tại nhà hàng ở khu chung cư luôn. Ra khu chung cư này thì có rất nhiều khu để chơi, ví dụ như có sân trượt ván này, có bể bơi này, có cả lối đi dạo mát nữa, rất là lý tưởng để thư giãn hay là để nghỉ dưỡng. Đến sáng hôm sau thì sau bữa ăn sáng tại tại khu chung cư thì bọn mình đi khám phá khu Toscana Valley. Đây là một khu được ví như là châu thu nhỏ, tại vì tất cả các tòa nhà ở đây được thiết kế theo kiểu phong cách Ý, Italia ấy. Thì nên là ở đây thì có cả khách sạn cho thuê nữa nha, nhưng mà giá cả ở đây thì chắc chắn là nó sẽ không hề rẻ rồi. Và có cả khu đạp xe nè, có chỗ để chơi golf nè. Nhưng mà bọn mình vào đây là để uống nước thôi, nhưng mà để vào đây uống nước được ấy thì mọi người nên đặt chỗ trước nha. Nếu mà không đặt chỗ hay là không đặt khách sạn trước thì sẽ không thể vào được, vì bảo vệ sẽ check xem là mình vào đó để làm gì. Và từ cổng đi vào đến chỗ này thì mất khoảng 500m. Sau khi tận hưởng không khí ở Toscana Valley xong thì bọn mình lên đường trở về Bangkok. Trong cái quãng đường từ trở về Bangkok thì bọn mình đã ghé vào một quán ăn khá là bình dân ở đây nhưng mà rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thích video như thế này thì nhớ nhấn like và subscribe để chờ đón thêm những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.